Em xin chào thầy Dương Trung Hiếu và chào các anh chị, cô chú và các bạn trong nhóm cách kiếm tiền ngàn đô trên YouTube. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Văn Hạ. Hôm nay em làm clip này để gửi đến gia đình mình lời giới thiệu cũng như là lời chúc đến tất cả mọi người trong nhóm, lời chúc sức khỏe và chúc tất cả mọi người thành công trên con đường MMO để đi đến tự do tài chính. Em hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó thì em học kinh tế kỹ thuật QNET thành phố Hồ Chí Minh tại Thủ Đức. Và sau khi ra trường thì em đi làm ở Đồng Nai, ở xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, tại nhà máy sợi Phú Cường, làm trong nhà máy với công việc là kỹ thuật sợi, kỹ thuật viên sợi dệt, làm ở công đoạn Tiền Phương. Công việc lúc đó thì em làm bên kỹ thuật sợi là về máy móc, bảo trì bảo dưỡng máy móc cũng như là quản lý dây chuyền sợi dệt, làm sao cho chất lượng đảm bảo nhất. Hiện tại thì em đã nghỉ việc dưới Đồng Nai và về đây, về Sài Gòn và chọn con đường MMO để lập nghiệp. Em biết đến YouTube cũng đã lâu lắm rồi. Em biết đến chắc tầm 3 năm. Khi đó thì em biết đến thầy qua những video trên YouTube, từ những giáo trình Photoshop, CS2. Và em rất thích những video của thầy nói về tư duy tích cực, những suy nghĩ về tương lai, về cuộc sống và con đường tự do tài chính cho bản thân mình và giúp đỡ mọi người, chia sẻ những gì mình biết đến mọi người. Em rất trân trọng thầy và mong muốn là được đồng hành cùng với tất cả mọi người trong group để tất cả mọi người cùng chung một con thuyền đi đến tự do tài chính. Kết thúc lời giới thiệu, em xin cảm ơn một lần nữa đến thầy và các anh chị trong group đã giúp em rất nhiều trên MMO. Em xin chân thành cảm ơn. Em xin chào tạm biệt mọi người.